Cuốn 20 chương 30 giải thích ba tà muội, bốn thiền, bốn vô lượng tâm, bốn vô xác định. Kinh: không tà muội, vô tướng tà muội, vô tác tà muội, bốn thiền, bốn vô lượng tâm, bốn vô xác định, tám bội xả, tám thắng xứ, chín thứ đệ định, 10 nhất thiết xứ. Luận: hỏi vì sao sau 37 đạo phẩm nói 8 loại pháp? Đáp: 37 đạo phẩm là con đường đi đến niết bàn, đi chọn con đường ấy là được đến thành niết bàn. Thành niết bàn có ba cửa là không, vô tướng, vô tác. Đã nói con đường thì tiếp theo phải nói cửa vào đến nơi. Bốn thiền vân vân là pháp giúp mở cửa. Lại nữa, 37 đạo phẩm là pháp thượng diệu. Tầm ở dục giới tán loạn, hành giả phải nương đất nào, phương tiện nào mới được? Phải nương các thiền định sắc giới, vô sắc giới. Đối với trong bốn vô lượng tâm, bốn vô xác định, tám bội xà, tám thắng xứ, chín thứ đệ định, 10 nhất thiết xứ, thử nghiệm tâm để biết đã được nhu nhuyến tự tại tùy ý chăng. Ví như người cầm cương thử ngựa chạy quanh co tùy ý, vậy sao mới vào trận chiến đấu? 10 nhất thiết xứ cũng như vậy. Quan lấy một vật có sắc xanh, rồi đem hết thảy vật đều khiến xanh cả, hết thảy vàng cả, hết thảy đỏ cả, hết thảy trắng cả đều như vậy. Lại đối trong các duyên của tám thắng xứ được tự tại. Sơ và nhị bội xả là quán thân bất tịnh, đệ tam bội xả là quán thân trở lại tịnh. Bốn vô lượng tâm, từ vô lượng thì quán chúng sanh đều vui, bi vô lượng thì quán chúng sanh đều khổ, hỷ thì quán chúng sanh đều mừng. Xả ba tâm ấy chỉ quán chúng sanh mà không có tâm thương ghét. Lại nữa có hai thứ quán: một được liễu giải quán, hai thật quán. Thật quán là 37 đạo phẩm. Vì thật quán khó được nên lần lượt nói được liễu giải quán. Trong liễu giải quán thì tâm được nhu nhuyến, dễ được thật quán. Dùng thật quán được vào ba cửa niết bàn. Hỏi: thế nào là cửa không của niết bàn? Đáp: quán các pháp không có ngã, ngã sở, các pháp do nhân duyên hòa hợp sanh, không có ai làm, không có ai chịu, ấy gọi là cửa không. Lại nữa, cửa không như trong chương Nhẫn Trí đã nói, biết là vô ngã, ngã sở. Tại sao chúng sanh đối với các pháp sanh tâm ưa đắm? Hành giả suy nghĩ rằng các pháp do nhân duyên sanh, không có pháp thật, chỉ có tướng. Các chúng sanh thủ lấy tướng ấy chấp là ngã, ngã sở. Này ta hãy quan tướng ấy là có thể có thật hay chăng? Quan sát kỹ càng đều thấy không thể có được, hoặc tướng nam, tướng nữ, tướng nhất, dị, vân vân. Các tướng ấy thật sự đều không thể có. Vì cớ sao? Vì các pháp vô ngã, ngã sở, cho nên không có pháp nam nữ nhất dị. Trong ngã, ngã sở có danh tự là nhất là dị, vì thế pháp nam nữ nhất dị thật sự không thể có được. Lại nữa, bốn đại và bốn đại sở tạo sắc là sắc, hương, vị, xúc bao bọc chỗ trống không nên gọi là thân. Trong ấy do nhân duyên của nội nhập và ngoại nhập hòa hiệp sanh thức chủng. Thân được hòa hiệp với thức chủng ấy mà làm mọi công việc, nói năng ngồi đứng đi lại. Nói trong chỗ hư không có 6 đại chủng: đất, nước, gió, lửa, không thức hòa hiệp, miễn cưỡng gọi là nam, miễn cưỡng gọi là nữ. Nếu 6 đại chủng là nam, thời phải có 6 nam, chứ không thể lấy 1 làm 6, 6 làm 1. Trong địa chủng cũng không có tướng nam nữ, cho đến trong thức chủng cũng không có tướng nam nữ. Nếu trong mỗi địa chủng không có tướng nam nữ, thời trong khi hòa hiệp cũng không thể có. Ví như 6 con chó, mỗi con không thể sanh ra sư tử, 6 con hợp lại cũng không thể sanh, vì vô tự tánh. Hỏi: vì sao không có nam nữ? Tuy thần ngã không có phân biệt, nhưng chính thân thì có phân biệt nam nữ khác nhau. Thân ấy không thể lìa thân phần, thân phần cũng không thể lìa được thân. Như thấy phần chân của thân là biết có pháp để gọi, có phần ấy, hữu phần pháp, pháp ấy gọi là thân. Phần chân vân vân của thân khác với thân, thân tức là tướng nam nữ. Đáp: thần ngã đã bị phá trước kia thì thân tướng cũng bị hoại, nay sẽ nói lại. Nếu có pháp hữu phần ấy gọi là thân, thân ấy có đủ ở trong các phần của nó, hay là thân phần chia ở khắp các phần. Nếu trong các phần đầy đủ các thân, thời trong phần đầu phải có phần chân. Vì cớ sao? Vì trong phần đầu đầy đủ có thân vậy. Nếu thân phần chia ở khắp trong các phần, thời thân và từng phần không có khác nhau, thân hữu phần tùy thuộc theo các phần vậy. Hỏi: nếu phần chân của thân vân vân với pháp có ra phần đó khác nhau, Thời có lỗi, còn nay phần chân của thân, vân vân. Với thân có gia phần ấy không khác nhau nên không có lỗi. Đáp, nếu phần chân của thân, vân vân với thân có gia phần ấy không khác nhau thì đầu tức là chân. Vì cớ sao? Vì hai thứ đó là thân không khác nhau. Lại từng phần của thân có nhiều mà thân có gia từng phần đó chỉ có một, không thể nhiều là một, một làm nhiều được. Lại nữa, vì nhân không có nên quả không có, chẳng phải quả không có nên nhân không có. Nếu từng phần của thân với thân có gia phần ấy không khác nhau thì có thể quả không có nên nhân không có. Vì cớ sao? Vì nhân quả là một vậy. Trong hoặc một hoặc khác tìm thân đều không thể có được. Thân đã không có, thời ở chỗ nào có nam nữ? Nếu có nam nữ thì nam nữ ấy là thân hay khác thân? Là thân thời không thể có được. Nếu cho nó ở nơi pháp khác, thời pháp khác chẳng phải là sắc, nên không có tướng nam nữ sai khác, chỉ do nhân duyên hai đời hòa hiệp. Vì tâm điên đảo cho nên gọi là nam nữ. Như kệ nói, cúi ngưỡng co duỗi đứng đi lại, trong xem ngó nói năng không thật, gió nghiệp nương thức có tạm tác, thức ấy diệt mất niệm niệm không. Kia dây nam nữ khởi tâm ta, vì không trí tuệ vọng thế có, xương móc liền nhau ra thịt phủ, máy móc động tác như người gỗ. Tuy trong tuy không thật, ngoài tợ người, ví như nấu vàng rót trong nước, cũng như lửa đồng đốt rừng tre, do nhân duyên hợp phát ra tiếng. Các tướng như vậy, như trước đã nói rồi, ở đây nói rộng thêm, ấy gọi là môn vô tướng. Vô tác là đã biết vô tướng đều vô tác, ấy gọi là môn vô tác. Hỏi, và thứ ấy do trí tuệ quán không vô tướng vô tác, trí tuệ ấy vì sao gọi là tam muội? Đáp, ba thứ trí tuệ ấy nếu không ở trong định, thời là cuồng tuệ, phần nhiều rơi vào tà nghi, không thể làm được gì. Nếu ở trong định, thời có thể phá các phiền não, ngộ được thật tướng các pháp. Lại nữa, đạo lý này khác với thế gian, trái ngược thế gian. Các thánh nhân ở trong định chứng được thật tướng mà nói ra, chẳng phải do cuồng tâm nói ra. Lại nữa, trong các thiền định mà không có ba pháp này, thời không gọi là tam muội. Vì cớ sao? Vì còn thối thất đã vào sanh tử. Như kệ nói, hay chỉ tịnh giới gọi tỳ kheo, hay quán không gọi người tu định. Người nhất tâm thường xuyên tinh tấn gọi là người chân thật hành đạo. Vui nhất ở trong các thứ vui, đoạn hết khát ái dứt pháp cuồng, bỏ thân ngũ uẩn vào đạo pháp, ấy là thường vui được niết bàn. Do vậy, Phật nói ba môn giải thoát là tam muội. Hỏi sao gọi là giải thoát môn? Đáp, thực hành pháp ấy thì được giải thoát vào vô dư niết bàn. Do vậy gọi là cửa giải thoát. Vô dư niết bàn là chân giải thoát, thoát khỏi khổ nơi thân tâm. Tấy hữu dư niết bàn làm cửa. Ba pháp này tuy chẳng phải là niết bàn, song là nhân của niết bàn nên gọi là niết bàn. Thế gian trong nhân nói quả, trong quả nói nhân. Không vô tướng vô tác này là tánh định, là tâm tâm số phát tương ứng với định, thân nghiệp khẩu nghiệp hành động theo. Trong đây khởi lên các tâm bất tương ứng hành hòa hiệp đều được gọi là tam muội. Ý như vua đến chắc chắn có đại thần và kẻ hầu hạ đi theo. Tam muội như vua, trí tuệ như đại thần, các pháp khác như kẻ hầu hạ, nên các pháp khác tuy không nói ra nhưng chắc chắn phải có. Vì cớ sao? Vì định lực không đơn độc phát sanh, không thể đơn độc làm gì được. Đây là do các pháp cộng sanh, cộng trụ, cộng diệt, cộng thành làm lợi ích cho nhau.